Hello cả nhà, thì hôm nay mình có thời gian mình làm clip cho mọi người xem, cũng như là mình chia sẻ cái cách mà mình săn đồ như thế nào ha. Mình tại sao mình tìm được cái món đồ như vậy. Thì cũng chia sẻ với mọi người đây, thì hôm bữa mình đã bán được một cái máy hút bụi. Đây mình bán được là 265 đồng, thêm tiền ship là 35 đồng 29 cent, thì mình thu về cái deal này là khoảng 300 nha, 300. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ quay vào đây cho mọi người xem. Mình bán sơ sơ cũng được mấy bữa nay bán ít cho mình bán tùm lum đồ đó. Ok, đây mình sẽ làm hai cái, này. Tại sao một cái này á thì mình để giá là 300, nhưng mà cái này là free shipping. Một cái là mình để 265 dành cho những người nào mà muốn trả tiền shipping. Các bạn biết không, khi mà mình ship cái này á, người mặc dù người ta trả cho mình ba mấy đồng, nhưng mà thực sự khi mình ship mình trả có 15 đồng eBay nó discount cho mình 20 đồng. Vậy mình để, tại sao mình để hai cái này á, là để cho khách, người ta, cái người mua, người ta có hai cái option ta lựa. Nếu mà cái tiểu bang của người ta gần mình á, mà tiền ship mà eBay tính cho người ta là dưới 35 đồng á, thì người ta sẽ mua cái này, còn trên 35 đồng thì người ta sẽ mua cái này đó. Thì hai cái đó người ta muốn mua cái nào thì ta mua. Đây xong rồi mình bắt đầu mình vô cái này đây nè mọi người. Đây là cái mà mình hôm bữa mình mua, thì bây giờ giá của nó rẻ nhất là 399 đồng. Cái này á, nếu mà các bạn nhấn vô cái local markdown fit nè, local markdown fit nè ha, của Lowe's đi nè, của Lowe's mình, bấm zip code đi cho nó dễ nha, cho các bạn coi một dòng là cái món này nó không hề hiện lên có discount là 140 đồng giống như hôm bữa mình mua ha, 120 mấy đồng chứ không hề có discount nha. Nè, các bạn cứ coi thoải mái, nó không hề có discount. Có nghĩa là sao, cái món đồ này của mình á, mình không có lấy từ trong này, mình để sẵn. Thì giống như là mình biết cái món này đang có đợt giảm giá, nhưng mà có thể giảm ở tiểu bang nào đó chứ nó chưa giảm tới tiểu bang của mình. Mình biết là nó chỉ còn có vài cái thôi, nên mình nghĩ là mình sẽ mua được. Và khi mình nghĩ là như vậy thì mình sẽ để sẵn một cái thép, cái tháp giống như này, không có làm gì nhiều á, cứ 7-8 tiếng đồng hồ, 10 tiếng đồng hồ, ngày hai lần refresh lại cái page này, coi coi refresh lại đó, refresh lại coi nó có, còn nó có giảm giá gì mới không đó, thì nó search cho mình 399 hết, ok không có gì mới. Thì mình có coi cái đó, với là coi cái này, nó cũng là cái này cũng là Core Zero E9, nhưng mà cái này loại Ultimate, còn cái này là, Jack Colastic, không là gì hết. Còn một loại nữa đó là loại này màu tím ha, các bạn thấy ha, này màu tím, này màu xám, này màu đỏ, còn một loại màu tím khác nữa, nó tới bốn loại lận. Thì ngày nào mình cũng refresh mấy cái này hết. Bởi vậy nó không cần tới cái markdown nữa, là mình luôn luôn là mình biết khi nào nó giảm và mình là người đầu tiên đi lấy luôn. Và cái này mình cũng có thể xem ở trong này nữa nè, nè hôm bữa nè, để coi coi. Mới thông nó mới thông báo mình chưa, sau khi mình mua luôn nha mọi người, sau khi mình mua luôn. Không phải cái này, có nghĩa là sao. Giờ mình đi kiếm cực quá ta. LG Core Zero, cậu chờ là ra nha. Ok, có nghĩa là cái gì, mình ở bên này nè, trong cái thằng Brexit mình có nhấn cái chữ local alert nè, bấm đây thì mình bấm được cái price. Có nghĩa là trong cái zip code này, khi nào mà nó có cái price của nó, là cái giá mà thay đổi, thì nó sẽ hiện cho mình đi mua sau một ngày nó mới gửi alert cho mình. Có nghĩa là mình còn nhanh hơn nó nữa, mày hiểu không nè. Ví dụ đây nè, đây mình có hai cái máy, hôm bữa mình đi vô Walmart
À, cái mình đi qua cái quầy electronic, mình cũng không làm gì nhiều, mình đi vô mình kiếm coi coi cái laptop nào mắc nhất, mình chụp hình cái UPC lại, mình về mình mở lên, mình nhấn vô cái này nè, cái góc trên này nè ha, mình nhấn vô cái inventory checker nè, qua mạng bấm vô một cái thì nó sẽ chạy ra cái này cho mình đó, thì mình sẽ bấm vô là cái UPC và mình điền cái mã UPC vô đây thì nó sẽ hiện ra cái máy này cho mình. Hiện tại giá nó, tại vì ở Walmart hiện tại hai cái laptop này là một, cái laptop này là hai, đang là hai cái laptop mắc nhất, cho nên là mình coi để dành khi nào nó giảm giá thì mình biết mình đi lấy, rồi mình không chờ cái markdown kia. Thì hôm nay á, cái target hiện tại nha, cập nhật tình hình hiện tại là target đang bán rất là nhiều đồ good luôn. Cái good đầu tiên đó là cái Amazon Echo Dot thế hệ thứ tư, bán có 15 đồng à, bán quá trời, bán 15 đồng à. Có chỗ bán 24, có chỗ bán 34, nhưng mà 15, 14 đồng 99 nhiều lắm. Và cái này á, ở trên Amazon nó đang bán là 50 đồng, Home Depot bán 50 đồng. Bấm vô Home Depot thử coi. Các bạn thấy không, bán 50 đồng. Hiện tại, à, món này ngon nè. Mấy cái này á, mình nói thiệt, cái kỳ mà Echo Dot mà nó giảm giá bên này, bên Việt Nam bán mình thấy trời mắc quá trời mắc, bên này nó bán có 10 đồng mười mấy đồng mình không thèm mua nữa. Ok, kế tới là cái JBL Turn 75 ở Target đang bán 129 đồng, nhưng mà có một vài cái Target hiện tại nó đang bán có 38 38 đồng à. Mày thấy không, có hai cái này nè. Ý cái này gần gần mình nè, chắc mình đi lượm luôn quá. Oh man, chắc kẻ có lượm quá, không biết bán có lời không. Để các bạn muốn kiểm tra giá, các bạn copy cái UPC ha. Sau bạn vô eBay, bạn kiểm tra, bấm vô đây, pass vô. Trong phần tìm kiếm là ra được rồi. Tới tiếp tục hiện ra. Để coi new bán nhiêu, 93 đồng một thằng. 98 đồng hai thằng. À cũng chín mấy đồng phải không? Ok. Giờ mình tiếp tục mình bấm vô cái kéo xuống đây để nó có chức năng là Sold item và complete item. Các bạn nhấn vô một cái thì nó sẽ biết là cái giá mà vừa bán là bao nhiêu. Cái giá vừa bán JBL trên 750. Thằng khùng nào mà bích gì mà có mấy chục đồng vậy, mua về bán làm gì chạy. Bán được là 65 đồng nè, 54 đồng. Brand new thôi nha, các bạn xem cái brand new thôi nha, đừng có xem cái refurbished. Oh man, bán gì bèo dữ vậy. Hàng JBL này á, bán các bạn đừng bao giờ mà vô trong siêu thị mua, lên eBay mua, bán rẻ rẻ à. Còn còn một cách nữa kiểm tra cho chắc luôn nè, các bạn vô đây, các bạn bấm vô cái chữ target ha. Rồi các bạn bấm thì nó hiện lên cái này, sau đó các bạn bấm vô cái trang này. Rồi khi các bạn chọn cái check store nè, thì các bạn kiểm tra coi nó có không. À bây giờ mình quay lại thằng này mình kiểm tra nó ở Burleson 76028 đúng vụ vậy ha. Nè thì mình mới bấm vô đây mình coi coi, kéo xuống rồi Burleson à. Thường mấy cái đồ giảm giá nó sẽ ghi là not eligible for pickup, nhưng mà các bạn chỉ cần bấm set at my store không thì nó sẽ hiện lên cho các bạn biết cái chỗ nó nằm đâu luôn. Ashley F8, Ashley F8 là các bạn thấy không, thì các bạn cứ vô kiếm F8, kiếm cái tai nghe này rồi xong, dễ không. Ok, đó là món thứ hai ha. Món này hiện tại mình nãy mình thấy nó giảm nhiều quá nên mình cũng mở ra mình coi thử. Thật sự là mình không biết cái này là cái gì. Soda Stream Fizzy Sparkling Water. Cái này giống như là máy làm nước ép quá. 99 đồng mà có mấy cái store nó bán 30 đồng nè. Mình bấm vô View on Target coi cái này nó bán nhiêu tiền. 79 đồng 99 cent. Họ này cũng không biết là cái gì ha. Hình như là máy này là máy tạo nước soda thì phải. À không rành. Cái này cũng nhiều nhiều thứ mình không biết lắm. Rồi, kế tiếp là cái này nè, bữa giờ mình cũng đang săn cái này. Cái này là cái gì? Cái này là cái nồi chiên không dầu nhưng mà có là pressure cooker, có nghĩa là nồi áp suất đó, nồi áp suất đó.
Thì như các bạn thấy hiện tại đang bán đây có hai cái chỗ này nó bán là 68 đồng, thì tại nó hơi xa mình cho mình là biến đi, nhưng mà thật sự cái giá của nó ở Amazon đang bán 179 đồng, Best Buy 179 đồng, nếu các bạn vô Target á giá nó thậm chí còn hình như cao hơn nữa, 229 đồng các bạn thấy không, 229 đồng, tại vì cái nồi này là xịn, mình khẳng định là nó xịn không. Nhưng mà các bạn thấy không, Amazon bán 179 phải không vậy, à 299 xuống còn 175. Best Buy cũng bán nè, bấm vô coi Best Buy giá coi. 170 199 giảm xuống. Không biết phải cái nồi này không, nồi này bự lắm, nồi này là chứa chiên khoai với chiên thịt ở trên luôn á, chiên cũng cũng ok lắm. Rồi. Đó, thì cái này là mình đang theo dõi, là tại vì kiếm cái thế nào nó ở gần mình nó giảm giá mình chạy đi. Tại vì hồi xưa mình không có việc gì làm á, mình vừa đi học vừa đi làm á, cho nên là cuối tuần làm nail, ở trong giữa tuần á, thì mình vừa đi học mình vừa làm cái này, nên mình rảnh thời gian mình đi nhiều, chứ bây giờ hiện tại còn đang có tiệm nè nên không có đi được. Rồi đây là cái cách mà mình săn đồ ha, có nghĩa là mình không phải lúc nào mình cũng dán vô không, lâu lâu một ngày hai lần mình refresh là cái pay, giống như hôm bữa mình đi đó là mình chỉ refresh là cái pay và mình thấy nó đi giảm giá, ok xác định đi, và bảo đảm là mình là một trong những người nhanh nhất. Là tại vì sao, những người kia người ta sẽ chờ những cái markdown này, local markdown fit này, còn mình là không cần, mình cũng cần nhưng mà mình để sẵn rồi. Có một, còn một cách còn một cái nữa cho các bạn muốn săn đồ nhiều ha, các bạn nhấn vô popular search nè, thì đây sẽ Walmart target low, thì bây giờ ví dụ mình bấm vô target đi, mình xích thích thăng nhất là target, tại tại vì sao nó đâu rồi, nằm đâu rồi, nó dễ săn mọi người, popular search target nè. À, thì hiện tại là người ta đang cái này đang dẫn đầu nè, cái Echo Dog nè, trời ơi mình nói thiệt với bạn 50 đồng mà xuống 15 đồng có mà đầy đầy người mua luôn, đi kiếm đi săn quá trời luôn. Hiện tại chắc bây giờ rất đang giành giật nhau ngoài á. Bắt đầu mình làm gì, giống như cái món nào mà nó chưa chưa giảm đi mà mình thấy cái món đó mình muốn mua, mình muốn săn, thì còn có cái món nào mà làm ví dụ không, hiện tại cái nồi này cũng ok nè, nồi cơ nồi, ví dụ đi mình muốn săn cái món này đi, ok thì mình sẽ lưu lưu ra ngoài này để, rồi mình cứ để vậy đó, ok không. Target bán 89 đồng nè, có mấy cái target nó bán có 26 đồng, tội tình gì đi mua online, tội tình gì đi mua online. Nhưng mà nếu mà các bạn không biết về thằng này và cũng không như không biết về mình chia sẻ về cái này á, thì các bạn có thể khi các bạn cần một cái nồi vậy, các bạn sẽ lên Target, các bạn nhấn vô và các bạn mua với giá là 90 đồng. Và nó không hề sai, cái giá này vẫn đúng, cái giá này bạn mua cái giá này không hề sai, nhưng mà có một cách khác để tiết kiệm hơn bằng cách mình đi tới những cái chấm xanh nè trên này nè, thì nó chỉ có 26 27 đồng thôi. Còn nếu các bạn nói các bạn không biết ở đâu đúng không? Mình làm lại một lần nữa nè, Legwork đúng không? Legwork 76135. Bây giờ mình view on target. Bấm vô cái món này. Để bắt đầu chuyển chuyển. Chuyển qua 76135 mà bấm đầy đại cho rồi. Legwork nè. Đó, các bạn nhấn vô set up my store. Rồi, Ashley B25 rồi, cứ chạy ra ngoài lấy. Không có đi kiếm, nhưng mà thường là có. Dễ không? Cái nồi này sao nhìn 5 sao luôn vậy ta? Thật sự á, 30 đồng á, một tháng á, của Brexit mình cho một năm của bạn cũng cần 400 đô rồi. Nhưng mà mình chỉ cần bán một cái máy hút bụi LG là cũng đủ lấy vốn rồi. Chừng vài cái à, là xong rồi, không sao hết đó. Đó. Thì đó là cách mình săn đồ. Bây giờ lát nữa mình cũng không biết mình có đi ra mình lấy cái tai nghe JBL này không nữa. Thực sự thì mua là một cách để giống như là xài tiền để cho các bạn biết không, nó giống như là cách xả stress thôi. Nhưng mà nếu mà xài tiền á mà còn make money nữa thì tại sao không, đúng không? Thì hiện tại mình đó là cách mình
săn đồ. Rồi bây giờ mình sẽ cho mọi người biết cái máy này ở Việt Nam bán bao nhiêu nha. Các bạn để ý nha, LG Core Zero A9 ha. Mình nói cái này á, mà ở bên Việt Nam mà hải quan chỉ cần làm dễ một xíu thôi là đồ bên này á gửi về, mình gửi về mình kinh doanh thôi đó là cũng nhiều lắm anh. Máy hút bụi, tại vì mình đang ở Mỹ cho nên là mình phải đánh tiếng Việt vô cái chữ máy hút bụi, chứ không thôi là nó sẽ không tìm được. Máy hút bụi nè, chính hãng của Mỹ nè, máy hút bụi LG chính hãng nè. Bụi chức năng, ok, có tinh tế nè, tinh tế là có đăng bài, ok. À các bạn coi nha, cái máy này nó bán nhiêu nè, nó là chữ gì nữa, 12.986.000. Mình mua đây nhiêu, 120, 120 là 2,5 triệu hả, 120 là chắc 3 triệu đi, cho 3 triệu. Ở Việt Nam bán 12.986.000. À giờ mình về Việt Nam bán 10 triệu. Ok, tiếp tiếp là máy hút bụi nào nữa. À, coi những trang khác coi, trang này không có ha. Vô tinh tế rồi, tinh tế giới thiệu gì? Tinh tế cái máy này coi Zero này nhìn cũng đúng giống giống thôi à. Nó cũng khác này, màu trắng. Mấy cái ví dụ cái nồi này ở Việt Nam bán chắc cũng tiền không à. Mà thôi mình làm cũng làm biếng tím đó. Đó thì như các bạn thấy đó, xăng đồ bên này nếu mà có cái đường nào đó mà ship đi cho Việt Nam á, thật sự những cái người mà vừa nãy mình cho mọi người xem cái giá đó, người ta lấy từ đâu, người ta cũng là lấy từ Mỹ, người ta ship về rồi sau đó người ta bán lên cho mọi người thôi, 12 triệu 13 triệu bạc. Ok, hy vọng là sau cái clip này mọi người sẽ biết cái cách mà mình săn đồ tiện hơn, phù hợp với bản thân của mình ha. Rồi, hy vọng gặp mọi người lại ở cái video sau.